Hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ nha. Trời cái này gió bắc lạnh quá bạn ơi, nhưng mà nghề là vẫn phải làm. Thì hôm nay mình đặt từ máy này bạn. Dạt tút tút ở trong sâu trong ruộng luôn bạn ơi. Thì đặt máy kinh này nó dính nó đâu bằng máy sông các bạn. Máy kinh nhỏ này, máy kinh gạch nhỏ này đâu bằng dính máy sông, nhưng mà hôm nay mình thấy mấy địa điểm này nè. Nước xả vô nước trong ngon quá. Thử mình đặt thử có không bạn, dài ông ngoài luôn. Có mai mốt mình kiếm chỗ ngoài này mình đặt luôn bạn ơi. Thì đây cái đầu tiên nha bạn. Nó lạnh. Lạnh quá trời lạnh luôn bạn ơi. Gờ vô cái lợp mà nó lạnh kinh khủng được á. Con hàng á. Rồi. Hai con bạn ơi. Ba con luôn. Ba con mà hơi nhỏ nha bạn. À, gì cũng được rồi. Hôm qua mồi mình để bị thúi quá, dở. Ba mồi mình ba con nha bạn. Cũng được nha. Không tệ. Tại mồi mình để nước đá bạn. Để lâu quá, mình mua mình dòn dòn vô chứ đâu phải mình mua rồi có liền đâu. Để nó bị thúi. Rồi. Cái thứ hai đằng này luôn bạn ơi. Rồi cái thứ hai luôn bạn. Nước cạn rồi sao kỹ ta. Tối mấy ông bắt nhái guồn quá bạn ơi. Không biết dính con gì. Dài ở ngoài kia mấy ông bắt nhái tối guồn quá trời guồn luôn. Bắt dài theo bờ này bạn. Mà mình đặt dài theo bờ này không biết con gì vô không đi. Rồi cái này sao nó khô gan nước. Rồi có luôn nha bạn. Ôi lạnh quá, sáng sớm không muốn xuống nước luôn bạn. Xuống là quéo. Rồi đựng con nha bạn. Đó. Đựng con. Chỗ này mình đặt rồi nè bạn nha. Rồi mình lên trên kia luôn bạn ơi. Ui lạnh quá. Rồi cái kế tiếp nha bạn. Trời lạnh quá nó dính không có nhiều nha bạn. Ít trời lạnh nó dính không nhiều nha. Nhưng mà nó vẫn dính. Có ít là vẫn dính. Rồi cái này sao không thấy con gì hết ta. Kìa có bạn ơi. Đó nè. Đó. Con còn không à. Trời lạnh nó ít ăn lắm nha bạn. Con còn một mà hơi nhỏ nữa chứ. Đi tiếp cái này bạn ơi. Chạy xe mỗi lần đạp xe nó dội là què cái giò đúng không bạn. Xe đâu có binh đâu có đôn gì đâu mà sao nặng quá trời nặng bạn ơi. Ôi nó lạnh bạn ơi. Quéo dụm hết. Rồi cái kế tiếp đi luôn. Cái này tình hình sao đây. Ôi mấy ông bắt nhái ông guồn. Họ nói là kinh khủng luôn mà. Đầu 4-5 ông á. Chia ra gheo. Ông 2 ông đường, 2 ông đường. Dài không ấy. Ồ rồi. Rồi có luôn nha bạn. Con một. Con một nè. Đó. Mọi thúi quá mà. Trời lạnh á. Rồi phải đây. Lần này nha bạn. Ủi lạnh. Giờ này mà bay xuống nước một cái các bạn. Như là à, rồi ha. Rồi cái này không dính bạn ơi. Này không dính à. Rồi cái kế tiếp bạn ơi. Rồi tối mấy ông bắt nghe bắt nhái đạp cái gì nè bạn ơi. Thấy lợp đạp thấy ghét quá đặt nè đạp nè bạn. Tối mình tính đi lên đây mình coi mấy lợp mà ổng có dục không ai về không không có dục mà mấy ông đạp bạn. Ta đặt gì cũng đi là đạp nữa bạn. Hay thiệt không hiểu nghĩ sao ta để gì cũng đạp nữa bạn. Không động địa gì tới mấy ổng. Rồi đừng con nằm ngoài nha bạn. Đừng con nằm ngoài nè. Vô trong được tay đạp nó
dẹp cái hôm xuống này vô trong cũng được. Lao thiệt. À, bạn đạp sửa nãy giờ cũng được, nhưng hên lợp này chì á mình bóp lại được á, ngọc che là rồi. Làm nghề với nhau không mà phá nhau đó bạn, mình không hiểu luôn. Rồi cái kế tiếp lần này bạn ơi, bỏ qua đi, giờ quay lại vấn đề chính. Biết sao tự nhiên nay khô nước chưa mà kỳ á, hôm qua đặt nước nhiều mà ta đâu có khui ra đâu mà tự nhiên nó giật xuống mà gọi hai con nằm ngoài này luôn mà. Ủa sao bữa nay nó nằm hôm ngoài không ạ, không vô không trong. Cái này hơi lạ nha bạn, nè không nằm hôm ngoài không à, hai con thúi quên không dám thúi quên nó không muốn vô hay sao á. Thúi quên nó không muốn vô hay vậy bạn. Đi luôn bạn ơi. Rồi cái kế tiếp này luôn bạn ơi. Ở ngoài nó cũng dơ, ở trong sâu đây nó cũng dính mà nó dính hơi ít nha bạn. Với phần trời cỡ này lạnh quá, mình còn không muốn đi ra ngoài nữa, không chịu con ếch nữa bạn. Mình muốn nhà nằm ở nhà trong chăn thôi. Lạnh cúm hết. Ôi khu hàng luôn. Rồi, một con một. Nghe không? Mà thấy dính ít không? Trời lạnh mà có dính nhưng mà nó ít nha, mà ít đi ăn lắm đó. Với phần mồi của mình dở nè, thêm địa điểm đặt ở ngoài này nó đâu dính nhiều bằng ở trong cặp bờ sông bự trong bạn đó. Mà mình phải đi quay luôn bạn, có clip cho anh em xem đồ, với test cho anh em đồ, cho anh em biết được cái nào nên đặt, cái nào không nên đặt ha. Mình chỉ trải nghiệm thực tế cho anh em xem thôi, chứ thực ra mấy cái người trên YouTube người ta chỉ quay ếch cho bạn, người ta quay dính nhiều cho bạn thôi, chứ người ta không có nói sao ấy bạn, chỗ nào không dính người ta không có nói bạn. Mình trải nghiệm thực tế cho bạn luôn rồi, các kế tiếp nghe bạn. Rồi cái này dính nó cũng bộn mà bạn. Đầu tiên thấy ba em, bữa nay sao nó nằm không ngoài không bạn? Lạnh quá hay sao á, nằm không ngoài bởi vì nó ít nè, từng nào nó đu lên đây nó mới nhiều nè bạn. Rồi khui ra mấy em, bốn em nghe bạn. Rồi cái này ngon nè, nãy giờ cái này ngon nhất nè, 2-4 thằng, nãy giờ cái này ngon nhất nha bạn. Đắp lại cho người ta bạn ơi, cái này lúa người ta chuẩn bị xả hết trơn. Cái này đã mới xịt thuốc ốc nữa nè. Rồi cái mắp rồi. Rồi tiếp tục mình đi dài lên trên kia quay cho bạn xem. Rồi cái kế tiếp này luôn bạn ơi, mới chạy xe lại. Thì có một số anh em nói là xong để lúa mà nó nở các bạn, lúa khoảng giai đoạn nở có đồng đồ á, đặt cho nó ếch nó bự. Mình xin nói các bạn luôn là ở quê mình ếch vậy là bự các bạn, không có cái con nào bự khoảng 200-300 gram nửa ký, con đó là trong vườn rồi mới có, còn ngoài ruộng là ít lắm. Ngoài ruộng có nhưng mà nó ít lắm, ếch đại trà ngoài ruộng mình là ếch vậy là bự nha bạn. Có một số bạn nói sao mình đặt ếch bự ếch nhỏ không à. Rồi khu hàng cái này không có nha bạn. Rồi cái này chất quất rồi. Các bạn thấy gì chứ ở ngoài nó bự lắm nha bạn, nó không có nhỏ đến như các bạn nghĩ đâu. Trong camera video quay góc camera góc rộng á, các bạn thấy nhỏ vậy đó. Thôi cái này chất quất rồi bạn ơi,
buồn rồi đó. Đi tiếp bạn ơi. Rồi bạn ơi, đậu xe đây đi. Chạy ra ngoài kia hết được rồi. Rồi, cái tiếp đây luôn bạn. Ây da. Dở ra mà kêu phịch 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 đó bạn, nó mới nhiều. Rồi cái này không có luôn bạn ơi. Mồi á bạn thấy mồi thúi không? Gan như sắc mắm vậy đó. Dở lắm mấy bạn. Đừng nên đặt mồi đó nha. Ếch nó không thích thúi đâu. Tanh tanh á, hơi ương ương, hơi thối thúi thôi. Chứ đừng có thúi quá là ếch nó sợ luôn á. Mình còn sợ hơn chứ. Nó chỉ đặt cái gô nha bạn. Cái gô là phải thúi. Lấy có xà di đồ á. Cái đó đặt cái gô ngon. Rồi cá kế tiếp đây luôn bạn ơi. Cua kìa. Rồi đừng con ếch bự nha bạn. Đừng con ếch bự nè. Hai con luôn. Con ếch nhỏ nữa. Nó ếch bự cũng không bự gì mấy bạn. Rồi. Mong là dài dài lên trên kia nó dính để đỡ lại nha bạn. Ngồi mình qua bên kia mình đặt mấy cái nữa nha bạn. Tại bên đây mình đi tới đằng kia hết hết chỗ đặt rồi. Hết chỗ người ta khui nước rồi. Cái mình qua bên đây mình đặt luôn. Rồi, cái tiếp bạn ơi. Này chạy ít yếu. Này chạy yếu nha bạn. Cái này chắc có quá. Cua hàng ơi. Rồi có nha bạn. Ba con nhỏ xíu bạn ơi, có hai con nhỏ xíu à. Nè. Xíu. Cái này mới gọi là ếch nhỏ nè bạn. Có con được con ếch bự bự à. Ba con nha bạn. Con nhỏ xíu. Rồi. Đi tiếp. Ý mà nắng lên gì nha bạn, nắng lên mà còn lạnh chết. Này mình ở đây lạnh gì nữa, ngoài Bắc sao mình chịu nổi. Ngoài Hà Nội mà chắc lạnh, mà Đà Lạt mà chắc lạnh dữ các bạn. Rồi cái này không biết sao đây. Rồi cái này chắc quớt rồi bạn ơi. Rồi có một con nhỏ xíu bạn ơi. Nhái dưng hết vậy. Xíu xíu các bạn. Này về đi cầm câu cá lóc. Tiếp bạn ơi. Tại hôm qua còn bọc cuối cùng đó mình lấy mình xài luôn bạn ơi. Chứ mọi thứ đó mình không muốn xài chút nào chứ á. Đặt nó không chạy nhiều. Các bạn lấy nó vô hôm 1 nó không chém vô hôm 2 luôn biết. Thấy thúi quá. Qua cửa ải đầu tiên người ta là thấy cửa ải thứ hai qua không nổi rồi. Chịu hết nổi. Rồi cái tiếp bạn ơi. Sao đây. Rồi có nghe bạn. Hai con. Hai con nghe bạn. Ồ, có con bự bự cũng đỡ bạn ơi. Hai con mà có con cũng bự rồi nha bạn. Đó. Đúng không? Hai con. Rồi. Đi tiếp bạn ơi. Mong mà đừng có dãy chứ văng cái lợp xuống sông luôn. Còn cái tiếp bằng này nha bạn. Ôi, cái này sao im ghê nữa này. Không có chút tim mong manh à. Hy vọng nữa. Rồi chết nha bạn. Ê ê ê có à. Nằm đó mà không thấy bạn ơi. Rồi một em. Tiếp bạn ơi.
Nãy giờ không có cái nào mà 4-5 em, 5-6 em hết ba. Trời lạnh. Trời lạnh này kiếm được cái gì cũng khó á. Rồi, cái kế tiếp à. Cái này sao đây? Ui hè, rồi có luôn nha bạn. Còn một nè. Đó. Còn một nha bạn. Còn một. Rồi. Tiếp luôn bạn ơi. Quá lạnh. Một cái cuối cùng đây nghe bạn. Có đủ đút. Xem em sắp mặt rồi. Cái này dán màn này. Biết biết như con đây. Chứ ha, rồi được nghe một cái bạn ít trọng trọng à. Cũng được. Rồi mình ngưng lại, mình gom lại, mình qua bên kia còn mấy cái nha bạn. Rồi qua khu bên đây luôn nha bạn. Cái đầu tiên đây không có dán màng luôn rồi, hiu quạnh nè. Ui hè, rồi không có bạn ơi. Ơi có bạn ơi. Nè. Đựng con cá gô nữa nè. Dừng hết. Rồi, cũng đỡ. Đó. Rồi qua đi. Tiếp bạn này con ơi. Nước tràn xuống quá rồi. Tối mình tưởng người ta thấy ta khui ra, mình tưởng cạn ai gì. Tối nước còn nhiều hơn. Rồi cái kế tiếp luôn bà, máy cài nó cán luôn rồi. Lũ đạn nè. Máy cài nó cán lên cái lợp luôn nè bạn. Trời ơi. Có con gì không? Ô diễn được hai con bạn ơi. Máy cài cán lên. Diễn được hai con nè. Cán hơi nó không bể bạn, bánh lòng nó nằm nó bị chim. Bánh lòng mà. Hơi là nó. Mấy con này hai con nha bạn, hai con bự luôn. Con này còn mấy cái cuối bạn ơi. Bữa nay dính yếu quá. Rồi cái kế tiếp nè bạn. Ây da. Cái này không có dán màng. Rồi ai đi đạp nữa nè bạn. Đựng con nha bạn. À, ai đi đạp nữa nè. Anh trên bờ không đi, đi xuống đây đạp mới chịu nghe bạn. Hôm qua nguyên bầy nguyên mấy người xịt nhái chứ. Không phải bắt nhái. Ôi. Đi đâu mà. Đừng con nha bạn. Còn một. Dính ít thì còn bị phá nữa bạn ơi. Mấy bạn ở ngoài dùng trời lạnh hơn ở đây nữa, bạn đặt cũng được nha bạn. Nhưng mà nó dính ít thôi. Nếu bạn đặt kiếm ăn thì bạn đặt bình thường, dính ít thôi. Quan trọng chỗ đó có ít hay không thôi nha bạn. Không có ếch bạn đặt sao cũng không dính chân á. Mồi thánh mồi gì cũng không dính. Rồi cái này không thấy dán màng gì luôn, im ghe luôn bạn ơi. Rồi có nha hai con nè bạn. Đó. Rồi cái cuối cùng đây rồi bạn ơi. Bữa nay em biết được 2 ký không bạn. Cái cuối cùng đây nghe bạn.
này tệ à. Trời lạnh quá mà. Khu cây cuối đây. Rồi cây cuối chất quất. Cuối gì không có ăn ủi gì chứ. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Thì hôm nay mình chạy thất bại rồi. Thì cũng có nhiều lý do bạn. Nhất là trời cỡ này lạnh quá, ếch nó đi ăn ít. Đó là chủ yếu nha bạn. Trời lạnh là bạn xác định là ếch ít nha. Thứ hai là mồi mình để thúi giống như sắc mắm luôn rồi bạn ơi. Nên ếch nó không có nhảy. Qua là mình đặt cho sâu trong ruộng quá. Cỡ này ta khui nước ra ta xả lúa cho bạn. Nên ít địa điểm nên mình siêu sâu ruộng mình đặt bạn ơi. Thì để về nhà mình đổ ra cho bạn xem bữa nay mình được bao nhiêu các bạn. Chắc đủ ăn sáng quá. Rồi bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Rồi bữa nay thất bại rồi bạn ơi. Lạnh quá nó dính ít quá bạn ơi. Đây nhiêu đây nha. Đó, đây nhìn các bạn không thấy đâu. Đó. Đó này được mình căng được có 1,8 kg mà các bạn. Gần 2 kg.